Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa của nhà By Kilian, đó là chai Apple Brandy. Thì chai này là dạng exclusive, giống như là độc quyền ở bên New York. Thì mình có được chai này là nhà cô Christina có bán rẻ lại cho mình. Thì bữa có đưa cho mình hai chai là Back to Black với là Apple Brandy. Rồi xong cái nhưng mà mình đủ tiền lấy một chai thôi. Cái mình mới nói thôi để bây giờ bà đưa tôi hai chai đi. Để tôi suy nghĩ với lại tôi đưa lên trên Facebook á, coi có ai muốn lấy chai kia không, rồi tôi giữ chai còn lại. Thì cổ đưa cho mình hay xong á, thì mình đưa lên thì có một bạn kêu muốn mua chai Back to Black, thì đó mình giữ lại cái chai Apple Brandy. Thì cái mùi này các bạn khó diễn tả lắm các bạn, nó không có giống như nó không có yêu ghét rõ ràng các bạn, nó giống như lúc này lúc nọ. Thì lần đầu tiên mình nhớ là lần đầu tiên á, mình giống như mình tới cô Christina hoài à, coi như mình thử nguyên cái line của cổ mình thử hết rồi. Thì có bữa đó thì tự nhiên cổ nói ê, có chai này nè, mày muốn thử không? Cái mình nói được cái xong cái cổ lấy trong học tủ á, cổ lấy cái chai này ra, cổ cho mình xịt thử. Tại vì cái này á nó là sản xuất giống như dành riêng cho bên tiểu bang New York. Thì các bạn biết á, tiểu bang New York á, nó còn có một nickname á, là Big Apple. Đó, là chai tàu lớn á. Thì cho nên các bạn thấy cái chai này tên Apple Brandy. Thì nó dành riêng cho New York á. Đó, thì cổ lấy ra cổ xịt cho mình. Thì lần đầu tiên mình ngửi các bạn, mình thấy nó lạ lắm. Nó giống như nó chưa có giống bất kỳ cái chai nước hoa nào mà mình đã từng ngửi qua. Rồi mình rất là hứng thú với nó. Nhưng mà các bạn biết không, giống như á, nó ngọt ngọt và nó rất là ấm áp, mình không biết gì lại sao nữa. Nói chung mới xịt á thì nó gọi tiếng Anh á, mấy người review nước ngoài người ta hay gọi là boozy đấy, giống như là nó có hơi men, hơi rượu, nó hơi say gì đó. Rồi nó kết hợp với lại vị ngọt của vani và mùi gỗ đó. Thì khi mà mình ngửi cái chai này á, nó làm cho mình liên tưởng tới một cái quán rượu, một cái quán bar mà giống như là các bạn có coi phim Chú Tể Của Những Chiếc Nhẫn không? Đó, thì mấy cái tavern á là giống như là mấy có mấy cái quán rượu, cái xong cái người ta vô, người ta uống, các bạn thấy các bạn coi phim các bạn biết mà đúng không? Đó. Thì mình hình dung ra đó là mình đang ở một cái quán rượu đó. Và xung quanh là toàn là gỗ không à. Và xong nó có một mấy cái thùng rượu tròn tròn á, mấy cái barrel á. Để đó, thì mình nhâm nhi cái ly rượu này. Thì nó men, nó say và nó ngọt. Rồi xong nó có mùi gỗ. Nói chung á, là cái mùi hương này á, nó rất là thư giãn các bạn đó. Nó dành cho để cho các bạn thư giãn đó. Thì nói về cái độ lưu hương của nó đó, thì nó bám rất là dài các bạn. Mình xịt nha, từ sáng là lúc 10 giờ sáng mình đi làm, mình xịt mà tới chiều tối 8 giờ mình lái xe về nó vẫn còn mùi các bạn. Mà các bạn biết á, công việc của mình á là coi như là vận động thường xuyên, cho nên nó sẽ ra mồ hôi liên tục và nó thấm vô áo. Nhưng mà tới chiều luôn, 10 tiếng sau mà cái mùi này vẫn còn bám, nói chung là nó lưu hương rất là tốt. Nhưng mà cái độ tỏa hương của nó thì mới xịt á thì mình nghĩ nó khoảng một cánh tay, nhưng mà sau 2-3 tiếng sau thì nó tỏa hương gần da, giống như nó thoang thoảng cả ngày các bạn ơi. Mình vẫn ngửi được cả ngày đó, mình ngửi được cái vị ngọt của nó, cái vị giống như hơi men của nó, giống như mình làm đổ rượu trên người mình vậy các bạn. Nhưng mà nó không có tỏa xa. Thì mình hỏi sếp của mình này, sếp của mình thấy nó không có ngửi được, nhưng mà đưa sát mũi gần cái vị trí xịt á thì mới ngửi được thôi. Còn mà đi sượt ngang qua cách chừng bốn bàn chân á, như gọi là 3 feet 4 feet đó, thì không ngửi được đó. Rồi cái chai này thời điểm khuyên dùng đó, thì mình nghĩ các bạn nên xài vào trời mát, tại vì nó cái mùi nó hơi ngọt á, cho nên nếu mà các bạn xài trời nóng thì nó hơi khó chịu, nó hơi rít rít á. Các bạn cảm giác giống như là các bạn đổ một ly siro hoặc ly rượu lên người, nó rít chịch à, nó vừa hơi có hơi men mà nó vừa rít vậy đó. Đó, còn độ linh hoạt của nó thì mình nghĩ là nó hơi khó xài trong một số trường hợp như các bạn đi làm đi, các bạn đâu có muốn người các bạn giống như là mới nhậu đâu vô nó xếp chửi chết đó.
đi hẹn hò với người yêu thì mình nghĩ chai này nó hợp với các bạn, tại vì nó say giống như là hai người đang yêu nhau, đang say trong mang tình thì xài cái chai này nó cũng phù hợp. Đó là cá nhân mình suy nghĩ vậy thôi. Hoặc là giống như là nhiều khi các bạn ở nhà cũng được, các bạn chủ yếu là các bạn thưởng thức. Nếu mà gặp bạn nào mà mê cái mùi này thì phải nói là rất là mê cái mùi, nó lạ mà nó nói chung là không có giống cái chai nào mà mình ngửi ở ngoài thị trường các bạn đó, nó riêng biệt cá nhân của nó thôi. Tóm lại á, cá nhân của mình thì cái chai này mình không có ghét nó, nhưng mà mình không có yêu nó các bạn, tại vì cái mùi hương nó rất là đơn giản các bạn, nó chỉ là gọi là bougie, nó men, nó rượu, rồi nó kết hợp với vị ngọt của vani và mùi trầm ấm, mùi gỗ của hoa hồng đã lắp lên với lại gỗ gỗ sồi, gỗ tuyết tùng vậy thôi. Nói chung là nó ok, tại vì có bán rẻ cho mình chai này, và đặc biệt á, là cái chai này mình mua ở đây không có, tại vì nó chỉ bán ở bên New York thôi, muốn mua thì phải order bên kia, thì có này thì ngu gì không lấy, các bạn hiểu không? Đó thì sưu tập cũng được. Đó, thì cái mùi này nó cũng không có tệ, chỉ là so với lại mấy cái chai như Creed Aventus hay Silver Mountain, nó thiếu cái độ ghiền các bạn. Nói chung là xài cho cá nhân, xài thưởng thức thì được. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.